này là học sinh của tiệm nha các bạn. Ảnh đi học nghề là chủ yếu sửa hình ảnh á. Ai lúc đi học nghề mang theo cái hình thấy gớm nha. Vừa học cái nghề giờ bắt đầu giờ sửa cái tay là cho cái tay đẹp. Vừa lấy cái nghề vừa lấy cái hình xăm mới luôn. Là luôn ha, đúng không? Là rồi. Chủ yếu vô đây học là để sửa hình đúng không? Chứ đâu phải đi học đúng không? Dạ không. Dạ học lấy cái nghề. Học lấy nghề hả? Dạ. Thôi được sửa luôn ha, được thầy sửa luôn, đúng không? Dạ. Bây giờ mình đi ra ngoài sửa hình cái là tiền không? Giờ vừa vô đây vừa học lấy cái nghề vừa sửa hình đúng không? Dạ. Đây. Hình này hình gì vậy? Lúc xăm là gọi là hình gì? Lúc xăm đầu tiên là cái hoa văn đó thầy. Hoa văn hả? Dạ. Rồi sửa lại không mất. Dạ sửa lại không mất. Giờ sửa tốn tiền hay là sửa không tốn tiền đây? Dạ. Sửa tốn tiền hay sửa không tốn tiền? Dạ hồi đợt con đi sửa thì tốn tiền. À giờ vô đây học sửa thì không tốn tiền đúng không? Dạ. À, khùng ghê không? Chứ vô đây học là để sửa không tốn tiền gì đúng không? Tính hết trơn rồi. Tính hết trơn mới đăng ký học. Đúng không? À bạn dạ. Con á. Khùng ghê không? Tính hết rồi. À, tính hết rồi. Tính hết. Đó, điều ghê thiệt sợ này luôn.
em có thể sửa sao để cho tụi con có bài học mới. Thấy không? Bây giờ thầy sửa từ đây ra tay cho con thôi. Nhưng từ đây chuyến này là mới thầy sửa chữ khác thì cứ dạy tiếp. Sửa hành chứ không đi học cái gì. Rứt cái lên miệng vui. Đi sửa hành chứ đi học cái gì. Ủa, nó biết chỗ học ra không?
mình lại lấy máy thầy gáp đó, đúng không luôn. Đây mất rồi đó, đây là hình xăm đúng không, đi học nghề lấy nghề lấy hình xăm đúng không. Đây mới tập 1 nha các bạn không tập 2 nha các bạn. Anh này là học sinh nha, học sinh của tiệm, anh đi học nghề. Vừa vô đây mình sửa luôn cho cái tay cho đẹp đẽ, sau này có nghề có cái tay đẹp dễ làm ăn.